Thì sẽ bây giờ hai vận động viên là 21 nhưng vận động viên Lê Minh Anh Tài trận đấu thứ tư bắt đầu 0-0. Quá đầu vé thật hay, giật vé thật hay. 1-0. Không, hai. Một, hai. Một, hai. Hai, đều. Hai, ba. Hai, ba. Sao ơi? Giờ gì thôi? Đội bóng, bốn, hai. Match. Năm, hai. Hay. 6-2, đội bóng 2-6. Pha dân có bóng rất hay của hai vận động viên. 2-6. Hai, bảy. Hai, tám. Đội bóng 8-2. 8-2. 8-3. Chín, ba. Đội bóng 3-9. Bốn, chín. Quang chơi bóng hay. Đội bóng chín, năm. Chín, năm. Chín, sáu. Mười, sáu. Sáu, mười. Trong cuộc đua sẽ đấu thứ tư. Bảy, mười. Tám, mười. Đội sẽ đấu thứ tư với tỷ số 11-8. Nghiêng về vận động viên Phan Văn Châu. Hai vận động viên nghỉ ngơi và vào đến trận xét đấu chung kết, xét đấu thứ năm.